Xin chào tất cả mọi người, mình là Oxy, anh em Sushibita. Các bạn nhớ subscribe trên YouTube và các bạn nhớ bấm chuông nhùm xin nhá, please. Ok, đây là tập đầu tiên series mới, tên là Review Siêu Nhanh. Bình luận cho mình ngay bây giờ nha, những cái món nào mà ngon mà mới nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình đang ở VinMart và nghe nói là ở đây có game loại mới, cho nên là Oxy sẽ khám phá nha các bạn. Let's get it. Game ở đâu ta? Bắn game ở đâu? Ở bên kia, bên kia. Nghe nói là người ta gọi là Nama gì đó. Nama. Đâu ta? Nestle Extreme Nama Chocolate. Có ghi dấu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ mua ngay nha các bạn. Tính tiền ngay đi. Tính tiền ngay đi. Trước khi người ta mua bây giờ. Cái này đến từ đâu nhỉ? Cái này là hình như là... À, này nguồn gốc từ Thái Lan nè. Với lại cái nói là cái sô-cô-la ở ngoài á, bột ở ngoài á, là tất cả là nguyên chất các bạn. Cho nên là bây giờ mình rất là háo hức. Chờ cho em hỏi một cái này là bao nhiêu chị? Dạ, em xem bao nhiêu đi. Cái này là chỉ bán ở đây thôi hay là bán chỗ nào nữa không? Bán ở cái cửa hàng của VinMart cậu, VinMart nha. Ok, VinMart thôi các bạn. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài và review liền nha các bạn. Ok, bây giờ mình mở nha các bạn. Ở đây là có dưới cây rồi cho nên là chắc chắn là ở đây có cây. Chính xác. Thấy chưa? Ồ. Oh, smell. Ok, bây giờ cái này là nghe nói là nguyên chất không à gì? Sô-cô-la này. Nguyên chất sô-cô-la. Cắt một miếng thử nha các bạn. Ok, nói chung là ở đây là vị sô-cô-la cho nên là bây giờ muốn giới thiệu cho các bạn vị sô-cô-la như thế nào. Thứ nhất là vị sô-cô-la rất là đậm đà. Thứ hai, mình cắn ra sô-cô-la thì kiểu ngậm răng luôn. Sau đó nó tan chảy trong miệng. Đã lắm. Còn kem thì rất là mát. Mát lạnh nè. Kem này cắn hai miếng là cũng sẽ ăn hết. Bây giờ mình sẽ ăn vị dâu nè. Wow. Nếu mà ở đây có cây và ở đây có kem thì ở đây cũng phải có cây, mùa thấy bắp. Đúng rồi. Đấy, có nghĩa là người ta làm việc đúng đấy. Đúng rồi đấy. Ok, ở ngoài thì giống y chang như nãy. Còn cán thì như thế nào? Cái vị dâu khá là mạnh đấy. Mặc dù sô-cô-la đậm đà mà lại vị dâu thì rất là mạnh. Mà hôm xưa thì thích sô-cô-la hơn. Sorry, cái này là ý kiến của riêng thôi. Mà mình thích sô-cô-la hơn. Hạnh phúc tràn đầy. Mắc quá. Nãy giờ thật sự là mình đứng ở ngoài đường rất là nóng và chạy mồ hôi. Nhưng mà sau khi ăn một kem này thì không có chạy mồ hôi nữa các bạn. Cho nên là các bạn nào mà bây giờ nóng thì các bạn nhớ ăn nha. Thật sự đúng là nãy giờ không có chạy mồ hôi tí nào luôn á. Bạn nào mà muốn ăn kem Nama 18 nghìn thì các bạn chỉ cần tới VinMart mà mua thôi. Và các bạn đừng quên bình luận cho mình cho những cái món nào mà mới và review cho Oxy nhá. Và cảm ơn rất mọi người đã xem clip của mình. Và các bạn nhớ bấm chuông và các bạn nhớ subscribe nhiều mình nha. Bye bye. Thank you.